Sky Sport.com và Manchester Evening News. Số liệu thống kê của Crossmaps, website chuyên điều tra phạm vi ảnh hưởng của các trang web uy tín trên toàn thế giới cho thấy, số người truy cập vào musvn.com có ở khắp nơi trên thế giới. Họ đến từ những quốc gia khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, nhưng điều đó cũng chẳng vấn đề gì khi tất cả họ đều có chung một tình yêu đối với đội bóng mang danh những con quỷ đỏ hùng mạnh. Một website musvn.com dường như chưa đủ để đi chọn một tình yêu, và diễn đàn của MUSVN giúp họ kết nối với nhau dễ dàng hơn. Cùng trao đổi bàn luận, chia sẻ hơi đơn giản chỉ là những kế hoạch cùng nhau xem một trận bóng của Manu. Rất nhiều tình bạn online đã nảy sinh từ diễn đàn này, tình bạn của Sơn Lâm và Lê Hiếu là một trong số đó. Online rồi offline và trở thành những người bạn thân thiết, Lâm mang đến cho Hiếu nhiều ý tưởng hay và thú vị giúp cho MUSVN.com ngày càng đặc sắc hơn. Khi không chăm sóc cho MUSVN.com, khi không cổ vũ cho Manu thi đấu, Hiếu và Lâm thường trao đổi với nhau những tài liệu mới mà họ tìm được ở đâu đó, hay đơn giản chỉ là khoe với nhau những vật lưu niệm nhỏ xinh gắn với cái tên MU. Về online thì ngoài cái trang chủ để cô thường xuyên cung cấp thông tin ra thì chúng tôi có cái diễn đàn là nơi để các thành viên trao đổi và bình luận với nhau về những cái trận đấu của Man United. Về cái mảng offline thì khoảng 2 tháng một lần chúng tôi có những cái buổi offline gặp mặt với nhau. Ngay khi những con quỷ đỏ thành Manchester chính thức lên ngôi vô địch Premiership, câu lạc bộ cổ động viên của Manchester United tại Việt Nam đã thông báo offline để ăn mừng chiến thắng. Thông báo này nhanh chóng được các cổ động viên hưởng ứng nhiệt liệt bởi họ đã chờ đợi quá lâu để có một đêm đăng quang tại sân Old Trafford. Được thành lập từ tháng 8 năm 2004, MUSVN đã có 5.500 thành viên trải khắp đất nước. Cùng chung một niềm đam mê, một tình yêu với bóng đá, giờ đây website MUSVN.com không chỉ giúp họ thể hiện tình yêu mà còn giúp họ có thêm những người bạn mới trong nhịp sống online mỗi ngày. Vui nhất, sôi nổi nhất trong những buổi offline thế này là những trò chơi, thi đấu với nhau các kiến thức, sự hiểu biết về đội bóng yêu quý. Và phần thưởng dành cho người chiến thắng là những món quà lưu niệm đáng yêu gắn với logo của đội bóng yêu quý. Câu lạc bộ nào chưa từng ghi bàn thắng trên sân vận động của Chelsea từ khi Mourinho nắm quyền? Trong 3 năm Mourinho lên nắm quyền tại Chelsea thì câu lạc bộ chưa ghi bàn thắng trên sân Chelsea đó chính là câu lạc bộ thân yêu của chúng ta, Manchester United. Câu lạc bộ nào đang giành 3 chức vô địch giải bóng đá Anh từ trước đến nay? Em xin trả lời đó là câu lạc bộ Arsenal. Mỗi người đến với cả Manchester United bằng cái lý do khác nhau. Có người đến vì hâm mộ Man United thi đấu đẹp, cống hiến. Có người vì thích cầu thủ này, cầu thủ kia. Cũng có người thích cái lịch sử hào hùng của câu lạc bộ. Nhưng mà riêng tôi thì tôi yêu tất cả mọi thứ liên quan đến Manchester United. Vì đây là cái chức vô địch mà chúng tôi đã mong chờ rất lâu rồi, đã 3 năm rồi. Và thực sự là năm nay Man United thi đấu rất hiệu quả, nhất là hàng công. Và chức vô địch này đến là hoàn toàn xứng đáng. Quý vị và
và các bạn thân mến, thật nhanh, vậy là 15 phút đã trôi qua và thời gian dành cho chương trình Cà Phê A Còng hôm nay đến đây là hết. Mọi góp ý và phản hồi xin gửi về địa chỉ chương trình Cà Phê A Còng, kênh VTC5, đài truyền hình kỹ thuật số VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hoặc email cafeacongvtc.vn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.